Thưa quý vị và bây giờ thì chúng ta sẽ cùng đến với những thông tin giáo dục đáng chú ý. Mới đây, hơn 300 giáo viên tại Hà Nội đã nộp đơn kiến nghị về quy định tại thông tư 08 của Bộ Giáo dục và Đào tạo, khiến họ mất cơ hội tăng lương dù đạt chuẩn và có hàng chục năm cống hiến. Trước vấn đề này, thì Bộ Giáo dục và Đào tạo đã cho biết sẽ có văn bản hướng dẫn các địa phương đảm bảo quyền lợi chính đáng dành cho giáo viên. Hiện thì cục nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục thuộc Bộ Giáo dục và Đào tạo đang hoàn thiện văn bản hướng dẫn các địa phương trên tinh thần đảm bảo quyền lợi tốt nhất cho giáo viên. Dự kiến thời gian tới sẽ phát hành văn bản này để các địa phương có cơ sở thực hiện và thầy cô giáo yên tâm để công tác. Theo dự thảo văn bản nói trên, những ai mà trước đây đã đủ tiêu chuẩn sẽ tiếp tục được giữ nguyên chuẩn. Quy trình ban hành văn bản phải trên cơ sở thống nhất ý kiến của Bộ Nội vụ quy định. Khi phát hiện những vướng mắc, bất cập nảy sinh trong thực tiễn, cần điều chỉnh ngay đảm bảo phù hợp với khách quan và quyền lợi chính đáng của giáo viên.